Với kết nối Wi-Fi tích hợp sẵn thì người dùng có thể truy cập vô kho ứng dụng Play Memory Camera App ở đây với kết nối Wi-Fi. Kết nối Wi-Fi mình thiết lập ở bên đây. Nhưng mà có một điều đáng tiếc hiện giờ là Sony hiện tại mới chỉ có hỗ trợ cái kho ứng dụng Play Memory Camera App này trong một số thị trường nhất định, khoảng 12 thị trường. Và thật tiếc là trong đó không có Việt Nam. Như vậy là bạn nào mà muốn tải ứng dụng thì có thể qua một số các quốc gia đó và tự mình tải ứng dụng. Tuy nhiên, cái nối Wi-Fi này còn một cái tính năng rất là hữu dụng. Khi mà bạn có thể sử dụng cái kết nối Wi-Fi này để truyền tải hình ảnh trực tiếp vô điện thoại Android hoặc là iOS có hỗ trợ phần mềm Play Memory Mobile. Thì ở đây mình sẽ chụp mình có thể chụp một tấm hình. Rồi sau đó ở đây có một cái nút. Ở đây có nút Wi-Fi. Chúng ta sẽ chọn cái chế độ ảnh vừa chụp hoặc là ảnh trong chụp trong ngày hoặc là tất cả các ảnh của thiết bị. Ví dụ ở đây mình chọn ảnh chụp trong ngày. Thì khi đó máy sẽ kết nối Wi-Fi. Ở đây mình có một cái chiếc điện thoại sử dụng hệ điều hành Android, cài sẵn ứng dụng Play Memory, và như thế chúng ta có thể thấy là máy đã nhận được, hai chiếc máy đã hiểu nhau. Mình chỉ cần nhấp vô đây và nhập mật khẩu hiện ở đây. Đây là kết nối Wi-Fi Direct, cho nên bạn chẳng cần phải kết nối qua một trạm thu phát sóng không dây trung gian, và chúng ta có thể kết nối trực tiếp đến với nhau rất là dễ dàng. Hai thiết bị đã được kết nối với nhau và điện thoại đang lấy nội dung. Như chúng ta có thể thấy, đây là những bức ảnh được chụp của ngày hôm nay. Bạn có thể nhấp vô này để sao chép vô máy rất là nhanh vì kết nối Wi-Fi chuẩn N. Sau đó chúng ta có thể xem trực tiếp bằng cái ứng dụng album trong điện thoại Xperia này, và từ đó bạn dễ dàng tải lên mạng xã hội, ví dụ như Facebook, rất là nhanh chóng. Thì ngoài việc kết nối đến điện thoại, bạn có thể kết nối đến TV, Bravia cũng hỗ trợ cái tính năng Wi-Fi Direct này. Thì đây là một trong số những cái chức năng trên chiếc NX6 mà hỗ trợ kết nối Wi-Fi.